Yo, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với số hỏi đáp thứ 58 cùng Laptop AZ. Số 58 rồi Duy ạ, nhiều phết rồi đấy. Cũng chuẩn bị gần 1 năm rồi nhỉ. Gần 1 năm rồi thì hỏi đáp Laptop AZ đã giúp là rất nhiều các bạn đã có được nhiều thông tin khác nhau rồi. Các bạn hoàn toàn là đã có thể là chọn những mẫu máy mà mình muốn, ưa thích rồi, những cái băn khoăn của các bạn trong một quá trình dài sử dụng. Thế nên hôm nay là số này gần được 1 năm rồi. Thì chúng ta sẽ chắc là làm sinh nhật nhỉ. Làm sinh nhật của hỏi đáp Laptop AZ nhỉ. Và tất nhiên là trước khi mà chúng mình làm sinh nhật thì các bạn có thể tham khảo những mẫu ROG Strix 513 rồi MSI Bravo 15 phiên bản 2021 đang có ở đây tại Laptop AZ đó. Và mã giảm giá Z300 mình sẽ để dưới phần mô tả video để cho anh em tham khảo. Và bây giờ hãy cùng mình bắt đầu đến câu hỏi đầu tiên của ngày hôm nay của bạn Cường Bá Dơ. Cường Bá Dơ. Anh ơi, tư vấn cho em một con laptop mỏng nhẹ, cơ động hoặc Ultrabook khoảng 25 triệu đổ xuống. Em học trí tuệ nhân tạo, độ hoàn thiện tốt, cảm giác gõ phím tốt, bàn hình đẹp, dày và rộng, có webcam, chơi các tựa game nhẹ nhàng như LOL, bàn phím full size thì càng tốt. Em đang phân vân giữa Acer Aspire 7 và Dell XPS 13 7390, hay trong tầm giá có con nào tối ưu hơn hai con đó hay không? Mong được lên sóng. Trong tầm giá này thì mình sẽ recommend cho bạn một mẫu máy cực kỳ là hấp dẫn trong tầm giá 23 triệu là ThinkBook 13 Gen 2 mà mình đã được trải nghiệm mẫu máy đó rồi và mình cho rằng là khá là tốt. Còn Dell XPS 13 7390 thì lại có một vấn đề là nó mỏng nhẹ quá. Nếu mà chọn phiên bản 8GB thì nó hơi thiếu, chọn bản 16GB thì nó lại hơi vượt cái budget bạn đang có. Thế nên là mình cho rằng là hãy lấy phiên bản ThinkBook 13 Gen 2 tại thời điểm này mình cho rằng là hợp lý nhất. Còn đối với mình ý, thì mình thấy là bạn đang phân vân giữa Aspire 7 và Dell XPS 13 thì mình nghĩ rằng chọn Acer Aspire 7 thì nó sẽ phù hợp hơn. Ta sẽ vừa có một con CPU chip U tiết kiệm điện, nó phù hợp với cả cái công việc của bạn, mà lại vừa có card đồ họa GTX 1650 thì nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều cho cái công việc là bạn học trí tuệ nhân tạo. Thay vì rằng là chúng ta chọn một con Ultrabook hoàn toàn sử dụng chip U xong rồi là không có card đồ họa hay là card đồ họa nhỏ nhẹ gì đấy, thì chúng ta sẽ có ở đây một con chip U xong rồi là card đồ họa GTX mạnh mẽ hỗ trợ ở học trí tuệ nhân tạo, thay vì chúng ta phải học Google Colab các thứ. Còn vấn đề là bàn phím full size thì Acer Aspire 7 có bàn phím full size, nhưng mà cái khả năng mà bạn sử dụng cảm giác gõ phím tốt ở trên Aspire 7 thì mình nghĩ là không được, vì cảm giác thì đây cũng bình thường thôi, gọi là tạm đủ. Màn hình đẹp hay không thì cũng không phải là màn hình đẹp, độ phủ màu bình thường. Bàn phím rộng, có webcam, chơi các tựa game nhẹ nhàng như LOL thì cũng vẫn là thoải mái. Cuối cùng thì giữa hai cái bạn đang chọn thì chọn Acer Aspire 7 là ngon nhất. Acer Aspire 7 hoặc ThinkBook 13 Gen 2 nhỉ. Còn tiếp theo câu hỏi thứ hai của bạn Captain O. Adachan hỏi là còn ngành xây dựng thì nên đầu tư ở CPU nhiều hơn hay cả, cụ thể là Ryzen 5 với cả i5 so với cả 165, Ryzen 5 i5 với 1660T cùng với cả là so sánh với R7, R4 và 1650Ti thì cái nào tối ưu hơn? Em đã nói phần mềm crack thì tối ưu hơn cho cả đồ họa thì đúng hơn ạ, em cảm ơn. Các cái phần mềm của ngành xây dựng những năm gần đây thì các cái bản mới gần đây ý, thì đã hỗ trợ nhiều hơn cho GPU rồi. Còn khi mà chúng ta dùng các bản crack hoặc là sử dụng các cái bản mà đời nó cũ hơn thì nó tối ưu cho GPU nó chưa được tốt, và thường là chúng ta vẫn sử dụng nhiều là CPU và thường là CPU đơn nhân cho các cái tác vụ của ngành xây dựng. Còn các anh em mà học ngành xây dựng thì đúng là thường là sẽ lựa chọn là CPU đầu tiên, tuy nhiên thì lại là CPU đơn nhân, cho nên là việc là chúng ta sai khác giữa Ryzen 5 và Ryzen 7 4800H thì nó cũng không phải là nhiều, bởi vì là đơn nhân nó cũng chỉ mạnh hơn khoảng tầm 5-10% mà thôi. Chính vì vậy thì bạn chọn Ryzen 5 cũng được, mà chọn là i5 thì càng tốt hơn. Đấy. Còn đấy, như mình đã nói rồi, chúng ta sẽ đầu tiên là chúng sẽ chọn nhiều về CPU nhiều hơn. Ok. Và với câu trả lời bạn thì chắc là sẽ chọn Ryzen 5 1660Ti tại điểm hiện tại là mình cho rằng là ok nhất. Học thì, tập rồi chơi game các thứ đều ok hết. Thì giá nó cũng khá là rẻ, còn lên Ryzen 7 nó chỉ nhiều nhân nhiều luồng hơn thôi, còn đơn nhân nó cũng không mạnh hơn quá là nhiều. Câu hỏi thứ ba của bạn What the Flip. Adachem hỏi là trong tầm máy dưới đây thì mẫu nào chơi Minecraft hoặc trình lập chỉnh sửa video Full HD. Bạn đề cập rất là rõ là F15 bản i7 8 nhân 1650Ti, hay là iPad Gaming 3 bản i7 6 nhân rồi 1650Ti, Legend 5 bản i7 6 nhân 1660 màn hình 120, Dell G5 bản i7 1660 cũng màn hình 120, với S63 thì cũng i7 6 nhân 1650 màn 14 và GL65 i7 1650 màn hình 14. Anh cảm ơn và chúc Laptop AZ có phát triển. Khá là nhiều mẫu máy nhỉ Duy nhỉ. Và đọc qua về những mẫu máy này thì mình sẽ chọn Lenovo Legend 5 bản i7 1660Ti màn hình 120Hz hơn. Mặc dù là chỉnh sửa video Full HD thì mình nghĩ là cái màu sắc của 120Hz nó vẫn chưa tốt, nhưng mà trong quá trình mà bạn đang tập sự thôi thì mình nghĩ là bản 120Hz này nó vẫn ok và cấu hình vẫn là ok nhất. Cùng với đó là con Lenovo Legend 5 này thì nó cân bằng giữa tất cả các yếu tố mọi mặt, thì mình nghĩ là cái sự lựa chọn Lenovo Legend 5 tại thời điểm này nó vẫn là sự lựa chọn khôn ngoan nhất.
Hoặc là nếu không bạn có, ở đây thì mình thấy là bạn chọn rất là nhiều chip Intel mà không thể có chip AMD. Đối với các tác vụ bạn lựa chọn như kiểu là học lập trình, chỉnh sửa video hay là chơi Minecraft thì mình nghĩ là sử dụng chip AMD thì nó sẽ ok hơn một chút. Thì chúng ta sẽ vừa có một chiếc máy mà nó rẻ hơn so với bản Intel này, xong rồi các tác vụ bởi vì là có nhiều nhân nhiều luồng ấy thì nó sẽ kiểu mát mẻ hơn khá là nhiều. Ở đây thì Lenovo Legion 5 Core i7 VGA 1660 Ti thì nó sẽ khoảng là từ 26 đến 27 triệu. Thì mình nghĩ rằng là thừa sức để chúng ta có thể lựa chọn được mẫu Lenovo Legion 5 Ryzen 5 4600H 1660 Ti màn 144Hz. Thì nó sẽ có luôn là màn 144Hz ấy, thì nó sẽ vượt trội hơn khá là nhiều. Ok, câu hỏi thứ 5 của bạn Secret. Chào hai anh, cho em hỏi là em muốn mua Acer Nitro bản 2020 với nhu cầu chơi game, Photoshop, edit ảnh. Em đã chọn bản Ryzen 5 1650 hay phiên bản i5 1650 Ti ạ. Em xem là bản Ryzen 5 có 6x12 luồng, sẽ mạnh hơn i5 với 4x8 luồng thôi. Nhưng 1650 Ti thì lại mạnh hơn 1650, khiến em rất là phân vân không biết lựa chọn bản nào. Cảm ơn và chúc anh nhớ nhiều thật sức khỏe. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Ở đây thì bạn đang phân vân giữa Ryzen 5 và i5. Bạn đang phân vân là CPU mạnh hay GPU mạnh. Thực ra thì nếu như mà với tác vụ mà bạn đang phân vân ý, thì GTX 1650 và GTX 1650 Ti nó không mạnh hơn nhau quá là nhiều. Nếu như mà so về thông số mà mình đo thì nó sẽ sai khác khoảng 10%. Tuy nhiên thì đối với các tác vụ chơi game hay là Photoshop, edit video thì thực tế sử dụng cái FPS mà chúng ta cho ra ấy nó không hơn chênh nhau quá là nhiều, và cảm giác khi sử dụng nó cũng không phải là quá chênh lệch. Chính vì vậy ở đây thì chúng ta lựa chọn Ryzen 5, nó sẽ mạnh vượt trội hơn i5 ở các tác vụ chơi game. Và best choice của bạn ở đây chọn Ryzen 5 4600H và GTX 1650 Ti. À nhầm, 1650. Câu số 5 của bạn Đan Phượng. Chào hai anh, em có thắc mắc là em có một ông anh tặng cho con Lenovo Legion 5 bản i7 1650, không biết chơi game eSports như PUBG Media mượt trong 2-3 năm nữa không? Có. Hai là bạn có hỏi là i7 1650, 1660 Ti thì chơi game eSports chênh lệch khoảng bao nhiêu phần trăm của đáng nâng cấp không? Em cảm ơn. Chênh lệch khoảng 20-30% đáng nâng cấp. Nhưng mà đã được tặng cho con 1650 rồi thì mình nghĩ là sử dụng thôi. Chúng ta không thể nào bán con 1650 đi xong rồi là mua con 1660 Ti. Đồ tặng là các bạn không nên bán. Cái đấy là mình khuyên nó thật đáng nâng cấp nhưng mà nên giữ lại để sử dụng. Nếu là mình thì mình nâng cấp, còn bạn thì bạn rách. Câu hỏi thứ 6 nha. Của bạn Quang Dương Trần. Chào át, tháng trước em mua TUC A15 bản i7 8 nhân và 1650 Ti. Lúc em mua về có tiếng sạt sạt như điện ở nút nguồn và bác mang lên hãng thì bảo hành thì hãng có bảo lỗi và em được đổi máy mới. Nhưng mà sau khi em đổi con máy mới thì vẫn làm lại như hiện tượng trên. Át chuyên hỏi đây có phải là cả dòng tiêu ép này bị không, hay là do em xui quá nên trúng phải con máy có lỗi. Em ở tỉnh lẻ nên mua hàng và bảo hành rất khó khăn, em tốn thời gian và mong át rep. Đầu tiên là bạn được đổi máy mới thì khả năng cao là lỗi thật. Cũng có thể nó là coi wire nhưng mà nó là lỗi thì cũng không phải là coi wire nữa rồi. Thường thì tôi thấy cái hiện tượng coi wire này nó hay xảy ra ở trên PC hoặc là do cái quạt tản nhiệt nó kêu thôi. Nhưng mà nếu như hãng đã xác định là lỗi cho bạn và đổi máy mới thì chứng tỏ là chắc chắn là có lỗi thật rồi. Và bạn nếu như vẫn hiện tượng đấy nó xảy ra và lặp lại thì chúng ta nên đổi máy mới. Và tốt nhất thì chúng ta có thể là đến tận nơi, chúng ta test máy và thấy rằng là không có lỗi chúng ta mới lấy máy về. Còn dòng TUF thì mình thấy rằng là cái hiện tượng này nó không xảy ra nhiều đâu. Duy sử dụng có thấy cái hiện tượng này xảy ra nhiều không? Nếu mà bảo là cả dòng TUF bị thì chắc chắn là không. Tại vì nếu mà cả dòng TUF bị thì ai cũng đổi đúng không? Ai tất cả đều là máy lỗi đúng không? Phải gọi là bạn. Bạn hơi đen thì đen lắm. Bạn quá đen. Đỏ đỏ quên đi chứ hơi đen rồi. Đại loại là nếu như mà hiện tại chúng ta vẫn đang trong thời hạn bảo hành ấy thì như Duy hay nói, nếu như chúng ta có quyền lợi thì phải tận dụng cái quyền lợi này. Cứ đổi đi bạn ạ. Câu thứ 7 của bạn Tuấn Hùng Hoàng. MSI Modern 14 dùng cho giáo viên học Zoom được không anh? Dạy được. I3 đời 11 liệu có quá yếu không và vừa Zoom vừa mở các vài trang Word hay là cast trực tiếp trên điện thoại được không anh? Được, và hoàn toàn là có thể được. Bạn không phải lo lắng về vấn đề này là quá lâu. Tại vì là i3 đời 11 với mình sử dụng mình thấy là ok, những cái công việc nó quá đơn giản. Thế nên là bạn hoàn toàn có thể chọn mẫu máy này cho những cái nhu cầu nhẹ nhàng như vậy. Ok, đến với câu số 8 của bạn Nguyễn Xuân Đạt, Technical Solar Top. AD cho mình hỏi là tầm giá 30 triệu trở lại có nên mua dòng nào? Nhu cầu là lướt web Checkmail 3 giờ, AutoCAD 3D 3 tiếng, chơi game 3A 2 setting trở lên 4 giờ. Uầy, đang nhắm đến chiếc GF65 RTX 3060 i5 10500H. Nhưng mà máy thiết kế kiểu mỏng nhẹ thì có ảnh hưởng nhiều không AD?
Có, có, ảnh hưởng rất là nhiều. Ở đây thì mình thấy là chúng ta auto cạc 3D 3 tiếng liền, xong rồi chơi game 3A 2 setting trở lên 4 tiếng, tính ra trung bình là khoảng 7 tiếng. 7 á? 6 chứ. Ông vô giờ à? 3 cộng 4 là rồi, 7. Ok ok. Hay là 7 6? Tiếng. Thì 7 tiếng với các tác dụng nặng như thế này mà chúng ta chọn một chiếc máy mỏng nhẹ thì cái hiệu năng tản nhiệt của máy của chúng ta sẽ không ổn, và chạy liên tục trong khoảng 7 tiếng như thế thì nó sẽ rất là hại và hao máy. Vì vậy thì mình nghĩ rằng là bạn nên chuyển qua một mẫu máy khác. Chúng ta có thể hạ con cạc đồ họa xuống, có thể là chọn RTX 2060 chẳng hạn, hoặc là 1660 Ti. Cái hiệu năng nó sẽ giảm xuống một chút, tuy nhiên thì cái độ ổn định hay là cái độ mát của máy nó sẽ tốt hơn, và chúng ta có thể sử dụng máy được lâu hơn, nhiều hơn. Còn cái cấu hình cao mà máy của chúng ta nó nhanh bị hỏng hay là nhanh bị hao mòn ấy thì nó cũng sẽ rất là phí đi. Tầm khoảng 30 triệu trở lại thì mình nghĩ rằng là chúng ta có thể chọn là HP Omen phiên bản là Ryzen 7 số 1660 Ti khoảng 28 triệu, hoặc là Lenovo Legion 5 thì nó cũng sẽ khá là thoải mái rồi. Thêm một mẫu máy là MSI GL65. Nếu bạn thích những chiếc máy của MSI. Câu hỏi thứ 9 của bạn Tốt Tị Phúc. Câu hỏi này thì hôm qua mình đã đọc rồi, mình thấy câu hỏi là khá thú vị nên hôm nay thì chúng là câu hỏi này lên trên kênh luôn. Ơi lưới M15R2, Razer Blade 15, Zephyrus M15, MSI GS66 thì có đã ok nhất. Nhu cầu mình là LSASCO, Dota và CAD, SolidWorks, Code, Python trong 5 năm tới. Hai anh có thể chỉ ra những cái điểm mạnh, điểm yếu của con này không, em cảm ơn. Sao mà câu trên thì là bảo là nhu cầu của mình, câu dưới là anh với em này. Nhưng mà nói chung là với nhu cầu bạn thì 3-4 máy đều làm ok. Với thứ hai là chỉ ra điểm mạnh điểm yếu từng con thì Alienware nó bị hàn chết RAM. Razer Blade thì nó nóng nhưng mà tôi thấy là Razer Blade 15 ngon đấy chứ. Ngon, nhưng mà cái nóng nó lại dễ truyền nhiệt ra tay ra. Bởi vì cái vỏ là nhôm nhỉ. Cái vỏ nhôm nguyên khối như MacBook ấy, nên là rất là dễ ra tay. Thế thì Zephyrus M15 tôi thấy là khá okay toàn diện, tôi thấy nó khá toàn diện nhất 4 con này. Còn GS66 thì tôi thấy bị hơi ổn, có một cái rủ ổn kinh khủng, có đấy kinh như là 3 quạt nếu mà tôi nhớ không nhầm. Thì mình nghĩ là chọn Zephyrus M15 hợp lý nhất với mọi nhu cầu. Còn với cá nhân mình thì mình thích một chiếc máy có chất lượng tốt nhất. Tại vì là cái số tiền bạn bỏ ra không hề nhỏ nên là mình sẽ chọn Razer Blade. Mặc dù nóng một chút cũng được nhưng mà mình chịu được. Có bạn nào mà không chịu được nóng thì chọn M15 đúng không? Câu hỏi thứ 10 nha, của bạn Nhật Khanh Nguyễn Lê. Chị em hỏi là em ở tầm giá 20 triệu 22 triệu đang phân vân giữa MSI Bravo 15027 VN R5 5600H RX5500M với lại cả Acer Nitro 5 Ryzen 5 cấu hình tương tự nhưng mà là RTX 1650, thì con nào ngon hơn? Nhu cầu của em là sử dụng chơi mấy game eSports lâu lâu và vài game 3A, thời gian sử dụng khoảng 3-4 giờ một ngày. Thì mình thấy rằng là MSI Bravo 15 phiên bản 2021 chính là chiếc máy này luôn. Đây, các bạn có thấy là logo con gà mắt đỏ ở đây. Là bản này thì mình thấy khá là nhiều anh em đang phân vân về Acer Nitro 5 phiên bản 2021. Thì mình có thể khẳng định luôn là MSI Bravo 15 2021 nó rất là đáng mua. Và năm nay chúng ta hoàn toàn một cuộc lột xác hoặc là ngoạn mục luôn. Ta sẽ có một cái thiết kế mà nó rất là thoáng, xong rồi là to, nạp. Nó sẽ bung được hết hiệu năng của con chip hay là của cạc đồ họa. Và thậm chí là nó còn mát máy. Mình thực tế là mình đã sử dụng và trải nghiệm con máy này rồi. Và mình thấy rằng là cái hiệu năng cho ra và cái hiệu quả tản nhiệt nó hoàn toàn không thua kém Acer Nitro 5. Và thậm chí là trong một vài trường hợp nó còn có thể nhỉnh hơn nữa. Con cạc RX5500M ở đây nó có thể là mạnh ngang hoặc là mạnh hơn so với cả GTX 1650 Ti khoảng từ 5%. Và mạnh hơn 1650 Ti chắc chắn là mạnh hơn 1650 rồi đúng không? Thì chả việc gì chúng ta lại chọn 1650 cả. Chọn MSI Bravo 15. Còn nếu như mà mình nghĩ rằng là đây là một cái kèo nó khá là hay đấy Duy ạ. Nếu như là trong thời gian sắp tới mà chúng ta có điều kiện thì nên làm một cái video so sánh giữa hai con máy này. Câu hỏi thứ 11 nha, của bạn Lam Vũ. À đúng, tên người yêu cũ của tôi. Thế cũng giống tên người yêu cũ của tôi nha. Có khi là chung người yêu. Hôm nay bạn có hỏi là Lenovo Legion 5 2020 bản Ryzen 5 với cả 1660 Ti tại laptop AZ có đáng mua không? Có đáng mua. Có laptop AZ là đáng mua rồi. Nên đợi bản 2021 không? Thì câu trả lời mình nghĩ là chắc cũng không luôn. CPU Ryzen đảm nhận tốt những công việc của em đang làm thôi, bên này đi theo hay không? Em đang làm những cái như kiểu là xây dựng cầu đường, rồi xài những phần mềm 2D và mô phỏng 3D như là CAD, Revit, rồi Tekla, rồi Robo, mấy cái app của bên xây dựng thì ok. Từ dưới lên trên trước đi Duy ạ. Mình thấy rằng là công việc về xây dựng cầu đường thì chúng ta vẫn ưa chọn sử dụng các chip Intel hơn. Đấy, đầu tiên là cái sự hỗ trợ của các cái phần mềm ấy, ví dụ như kiểu là Revit hay là Tekla thì nó cũng hỗ trợ bên Intel ok hơn. Tôi thấy rằng là anh em sử dụng thì thường là recommend là sử dụng chip Intel nó ổn hơn khá là nhiều. Tiếp theo nữa là
Về cái vấn đề là CPU Ryzen có đảm nhiệm tốt cái công việc không thì đấy, Intel sẽ làm ok hơn, còn Ryzen thì không phải là nó quá kém mà là nó không chưa ok được bằng với Intel nếu mà đặt lên bàn cân để chung với nhau. Tuy nhiên thì sẽ có một cái điểm rất là mạnh, đấy là Ryzen thì nó sẽ rẻ hơn mà nó sẽ mát hơn khá là nhiều, và khi mà sử dụng trong thời gian dài thì nó sẽ mang lại cái sự cảm thấy nó ổn định hơn ấy, không phải là ổn định mà là nó an tâm hơn, đúng rồi. Còn cuối cùng là đợi bản 2021 của Ryzen 5 không thì câu trả lời là không, tại vì là tầm 2021 mà Ryzen 5 có một cái cấu hình mà ngang đến như kiểu Ryzen 5 mà 60 Ti thì rất là khó, nên là đừng chờ nhé. Mà giá nó sẽ chắc chắn là sẽ nó cao hơn khá đấy. Câu hỏi thứ 12 của bạn Nguyên, Adrian hỏi là CPU với vui tại em của AMD ở phân khúc phổ thông ngon và rẻ, nhưng mà sao các hãng lại không ưa chuộng đến vậy? Tại sao? Câu hỏi này khá là khó đấy, câu hỏi chuộng lô đấy. Sao nhỉ? Trước đây thì chính ra, hãng đã tôi thấy là ở trên mạng ấy, chúng nó hay bảo rằng là bởi vì là Intel đã ăn dây về các hãng. Cũng đấy, hợp lý, tại vì nghe là nó cũng hợp lý. Tại vì là kiểu ngày xưa do AMD họ làm những cái phần cứng nó không tốt, đã thành ra là chính những cái hãng laptop mà có sử dụng phần cứng AMD rồi, chính những dòng sản phẩm của hãng cũng bị ảnh hưởng danh tiếng. Thành ra là bây giờ thì các hãng cũng đã khá là dè chừng với cả AMD, là họ cũng phải dần dần để tạo ra niềm tin với cả dòng sản phẩm hơn. Thì lúc đấy thì bắt đầu mới có nhiều sản phẩm, và đến năm nay chúng ta có quá nhiều những dòng sản phẩm sử dụng AMD rồi, AMD luôn, và chúng ta thấy ít các sản phẩm sử dụng Intel hơn rồi đấy. Đúng rồi, ví dụ như con ROG G513 này là AMD này, con Bravo này AMD này, lại còn full cây AMD luôn, con TUF A15 ở góc kia máy cũng AMD nốt này. Bây giờ mình thấy AMD ở CPU nhiều mà, còn càng đồ họa thì nó hơi hiến một chút, như kiểu là năm trước có Dell G5SE RX 5600M thì nó nóng, Bravo, M1 Alpha thì nó nóng, nó bị ăn nhiều điện quá mà nó lại nóng. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có thể là hoàn toàn là trông chờ được cái việc là AMD quật khởi từ năm 2020 rồi, và đến năm nay hoặc là năm sau nữa thì các hãng nó sẽ rất là nhiều, các hãng sẽ ưa chuộng AMD luôn, thoải mái. Câu hỏi thứ 13 nhá, của bạn mà tên mình chắc không đọc được luôn. Bạn hỏi i5-12500H với người 300H thì em có chip nào ok hơn, chơi game ok hơn, nếu con nào nếu mà có thì con nào mạnh hơn và mạnh hơn khoảng bao nhiêu? Ok, i5-12500H mình nhớ không nhầm là nó cùng spec với cả i5-13300H, nhưng nó sẽ có xung nhịp turbo là thấp hơn là khoảng 4.2. Theo mình cho rằng thì tại thời điểm này thì chơi game thì đương nhiên là 13300H nó vẫn sẽ hơn 12500H, nhưng cái sự chênh lệch nó khoảng 5-10% trong các tốc độ game bình thường, thì mình cho rằng việc chênh lệch này là nó không quá nhiều. Thế nên là lựa chọn 12500H nếu mức giá nó dễ chịu và ưu đãi hơn, còn nếu không thì chẳng có lý do gì chọn 12500H mà hãy chọn luôn 12300H nha bạn nhé. Ok, cảm ơn Duy rất là nhiều. Câu hỏi số 14 của bạn Lê Quang, anh ơi em lỡ mua GF65 màn hình nó làm đồ họa không được đẹp lắm thì có cách nào fix hay không ạ? Em làm multimedia. Chết rồi. Mình đã lỡ mua GF65 mất rồi. Thế thì bây giờ chỉ có cách là nhưng nếu mà bạn làm đồ họa mà màn nó không được đẹp lắm thì chúng ta sẽ có một cách, đấy chính là chúng ta mua một cái màn hình rời để chúng ta có thể là sử dụng cái màn đó để chỉnh sửa đồ họa. Nó sẽ chọn những màn nào mà có độ phổ màu hay là độ sai màu của chúng ta phù hợp. Còn GF65 thì mình thấy rằng là chúng ta cũng không có cái option mà có màn hình đẹp để chúng ta có thể là thay thế cho cái màn hình của chiếc GF65 này. Đấy, có mỗi một cái đấy thôi. Bạn có thể tham khảo nhưng mà màn hình mà có chất lượng tốt trong tầm tiền như kiểu Asus ProArt và Dell UltraSharp 2415 hoặc là AOC là ba cái kiểu màn hình mà mình cho rằng ok. AOC là không có màn hình của LG. Mình đang sử dụng một cái màn hình của LG cũng khá là ok. Nhưng mà tránh cái màn Dell U2419H ra nhá. Chất lượng tương phản tạo này quém quá. Mình đã có công ty mình đang có một con mà chất lượng tương phản rất là kém, chắc là do chúng mình bị lừa. Đúng vậy. Câu hỏi thứ 15 của bạn Phương Trần, Adrian hỏi Ryzen 5 5600U và Ryzen 5 4600H thì con nào ngon hơn? Cái câu này thì mình thấy các anh em hỏi cũng rất là nhiều rồi. Việc là ngon hơn trong hai con CPU này thì không có con nào ngon hơn con nào cả. Nó chỉ là con chip nào nó phù hợp với tác vụ nào thôi Duy ạ. Đây nha, ví dụ Ryzen 5 5500U thì nó là một con chip tiết kiệm điện, nó sẽ phù hợp với các tác vụ văn phòng và nó tiết kiệm điện mà. Chúng ta không thể bắt nó làm cái tác vụ mà chơi game mạnh, chơi game nặng hoặc là các cái tác vụ mà phần mềm đồ họa nặng. Đấy. Và Ryzen 5 4600H với việc là nó là một con chip H, nó sẽ giữ được cái xung nhịp của chip của chúng ta nó ổn định hơn và nó sẽ phù hợp với các tác vụ làm việc về đồ họa nặng hay là chơi game nặng hơn. Ok. Câu hỏi thứ 16 bạn Hoàng Long Vũ cho em hỏi là 24 triệu đổ xuống thì mắc cấu hình để chơi game trong tầm giá đó là máy nào? Em hỏi công nghệ thông tin. Cảm ơn anh, chúc ô tô sẽ ngày càng phát triển. Okay, thông công nghệ thông tin nhưng mà mắc cấu hình để chơi game. Mắc cấu hình chơi game thì hợp lý rồi. Giờ chắc là 24 triệu đổ xuống có Evo Gaming 15 bản i7 đời 9 với 1660 Ti. Là mắc cấu hình và chúng mình biết là trong tầm giá dưới 24 triệu bán tại cửa hàng nhé, chứ không tính là qua đi bán lại ở những cái nơi khác, tính là bán trên cửa hàng thôi.
Câu hỏi 17 bạn Nhật Hà Nguyễn. Chào S, em đang dùng Acer Nitronup 46004 46004H. Khi sử dụng sẽ có một lần xuất hiện hiện tượng như drop FPS khi chơi game. Nhưng kể cả em không chơi game nó vẫn bị, nó khựng lại chậm tất cả như kiểu đóng băng luôn. Mình cùng nhau đóng băng 2 giây và trở về bình thường. Và lần khoảng nào cũng chậm vậy lại. Khoảng 2 giây và mỗi lần sử dụng máy này sẽ có một lần như vậy. Em không biết là tại sao. Mong ngay á giải đáp em cảm ơn. Nói chung là chơi game mà nó giật hay là nó bị đứng vùng hình thì khả năng do game nó cũng thể. Nhưng ở đây bạn bảo là dùng bình thường, bạn bình thường không thì khả năng cao tôi đoán là do cái ổ cứng nó có vấn đề. Thì nó sẽ gây ra hiện tượng này. Bạn có thể là mang ra cửa hàng, trung tâm bảo hành, những nơi đầu tiên là mình phải gì nhỉ, mình phải chuẩn đoán qua đã. Đầu tiên là chúng có thể là control an đen, xong rồi là chọn cái tab mà về cái phần SSD hoặc là HDD để bạn có thể xem là chúng ta có bị quá tải cho cái bộ nhớ đấy không. Nó mà chạy 100% thì chứng tỏ rằng là một là máy bạn đã dịch virus gì đấy và nó sẽ ăn 100% SSD của bạn, và hai là SSD hoặc HDD của chúng ta bị lỗi, nó sẽ dẫn đến cái việc là nó bị khựng và nó sẽ không load được cái tài nguyên để nó có thể là chạy đấy. Sau đó thì chúng ta mang ra cửa hàng thôi, xong rồi là nhờ kỹ thuật viên kiểm tra nếu như mà chúng ta không có quá nhiều các cái kỹ thuật hay là kỹ năng để có thể là tự kiểm tra. Câu hỏi tiếp theo của bạn Hào Đào. Bạn đã hỏi 3 câu hỏi. Một, sau khi mình tắt máy, mở máy lên thì nó luôn mở Zalo đầu tiên và cách là khắc phục không? Có, bởi vì là bạn đang để cho Zalo của chúng ta khởi động cùng với Windows. Ta hoàn toàn có thể tắt được bằng cách là mở Task Manager lên, xong rồi là vào tab Startup, sau đó thì disable Zalo đi là được. Cái này thì bạn hoàn toàn có thể là tự làm ở nhà theo như những gì mình đã chỉ, hoặc là bạn có thể Google xem là cách disable phần mềm không cho nó khởi động cùng Windows là được. Xong. Câu hỏi thứ hai, tại sao khi mình chơi game nhẹ nhàng như LL mặc dù nhiệt độ chỉ dao động khoảng 60-67 độ nhưng mà máy vẫn khá nóng trong cái phần bàn phím, bản lề cũng như thế, là bị ảnh hưởng gì không? Cái này thì là do thiết kế của nhà sản xuất. Một vài các mẫu, ví dụ như là mẫu Ultrabook hoặc là một vài các mẫu sản xuất các mẫu sản phẩm ấy, nó làm chủ yếu hoàn thiện từ nhôm chẳng hạn, thì nó sẽ rất hay có cái vấn đề là nhiệt độ ở phần CPU và GPU nó sẽ lan lên các cái phần kim loại đấy và nó sẽ gây ra hiện tượng là nóng bàn phím hoặc là nóng bản lề. Và cái hiện tượng như thế này thì thường là nó sẽ không ảnh hưởng gì đến các cái thiết bị của chúng ta. Nếu như nó chỉ khoảng là từ 60 đến 65 độ như bạn đã nói thôi thì hoàn toàn không ảnh hưởng gì cả, thoải mái luôn mà sử dụng. Câu thứ ba là cho mình hỏi Acer Aspire 7 Ryzen 5 1650 có đủ để đáp ứng tốt cho việc code, lập trình, máy ảo, chuyển những từ game eSports cho khoảng 4 năm tới không? Acer Aspire 7 Ryzen 5 5500U 8GB thì nó sẽ là một cái con máy nó phù hợp với cả cái việc là chiến các tựa game eSports trong khoảng 4 đến 5 năm tới của bạn. Tiếp theo là để đáp ứng tốt việc học code thì ok, lập trình ok, còn máy ảo và giả lập thường thì mình sẽ nâng cấp RAM lên khoảng là 16GB, nó sẽ phù hợp với cả việc là chúng ta chạy máy ảo và giả lập nhiều. Và ngoài ra thì chip U thì nó sẽ thường thì nó sẽ chỉ là phù hợp cho khi mà chúng ta học về cái vấn đề là máy ảo và giả lập thôi, còn thường thì nếu như mà bạn làm về chuyên nghiệp thì mình khuyên là chúng ta chọn chip H, nó sẽ ổn định hơn, cái xung nhịp của chip H nó sẽ ổn định hơn khá là nhiều và nó sẽ giúp cho việc của chúng ta chạy máy ảo hay là chạy giả lập nó sẽ được việc là nó ổn định và nó không bị gây giật lag. Ok, và đấy là ba câu hỏi rất là dài. Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi 19 bạn Huy Cookie, không phải tiên Cookie. Huy Cookie. AD phân vân giữa TUF A15 bản Ryzen với 3060 với cả Acer Edition 5 bản Ryzen 3060 cùng là 16GB hết. Em thấy là nếu như vậy thì cấu hình và giá thì gần như là tương đương nhau, nhưng em không biết là chọn máy nào ngon nhất. Mục đích em là chơi game như NBA 2K21, Naruto Ninja Storm 4, GTA 5, Max Setting còn mượt mà. Thì còn mượt mà được hay không? Mượt được. Và lập trình web, phần mềm, trong đó tầm 30-31 triệu thì con nào ngon hơn như thế không? Em cảm ơn anh. Bây giờ nhu cầu bạn là chơi game Max Setting thì mình nghĩ là hai con máy này ok. Bạn chỉ cần là một cái cấu hình nó cực kỳ mạnh thôi. Đấy, thì hai con này ok. Đều đáp ứng được không? Hai con máy này mình đều thế. Nhưng mà để so sánh hai con này thì sao hả Duy? Mình thấy là bên Acer Nitro 5 thì nó sẽ mát hơn một chút. Acer Nitro 5 sẽ có lợi thế là mát hơn trong quá trình chơi game, còn TUF sẽ có cái chất độ hoàn thiện cứng cáp hơn theo đánh giá nhận định của cá nhân mình. Thì mình nghĩ là bạn sẽ phải đánh đổi một con máy có chất độ hoàn thiện không tốt bằng và một con máy có chất độ tản nhiệt không tốt bằng. Nói chung là một con thì tản nhiệt tốt hơn, một con cứng cáp hơn, ý là định nó là như thế. Ok, và bạn phải đánh đổi xem là bạn sẽ lựa chọn nhu cầu như thế nào nhá. Còn trong tầm giá 31-32 triệu thì không có con nào mà nó cái cấu hình nó ăn sổi và nó mạnh bằng hai con này. Đấy. Câu hỏi cuối cùng của bạn Trưởng Vũ. Adrian hỏi laptop nội địa Trung Quốc qua hình thức dịch vụ order.
Lenovo Yoga 7 Pro Ryzen 7 5800H, màn hình 2.8K, 90Hz, 10 bit màu, 400 nit, 16GB, 512GB. Có bảo hành nhưng bảo hành mất tận 1 tháng. Có nên order không? Ui, mẹ con laptop ấy. Đây, cái này để tôi kể cho ông. Sách tất thế giới vậy. Tôi thấy ở trên VOZ là anh em cũng hay xách tay hàng order laptop Trung Quốc về, hay có mấy con kiểu quốc lap như kiểu Xiaoxin với lại cả ThinkBook các thứ ấy. Đấy, và mấy cái con này thường là chúng ta sẽ order nội địa Trung Quốc. Cấu hình thì nó sẽ rất là mạnh trong tầm giá luôn. Chúng ta sẽ có rất là nhiều thứ ở trong cái này. Giá thì rẻ này, xong lại còn cấu hình, và rất là nhiều anh em thích sử dụng. Tuy nhiên thì cái vấn đề bảo hành nó khá là khoai. Khi mà chúng ta phải bảo hành mất tận 1 tháng, và thường là nó sẽ mất khá là nhiều công, tiền công. Và như tôi đã tham khảo thì nó sẽ mất tầm khoảng là từ 700 cho đến là 3 triệu với một lần bảo hành. Ủa? Và gửi đi gửi lại máy về. Thế là đi mua máy về là nó phục vụ mình hay là mình phục vụ nó ta? Nếu như mà máy của chúng ta mà chạy ổn định thì không sao. Tuy nhiên thì hàng điện tử mà, nó sẽ hay là sẽ có các cái gọi là tỷ lệ mà máy lỗi. Và nếu như mà chúng ta đen mà lỗi lên lỗi xuống mà bảo hành thì nó sẽ khá là khó khăn. Vì vậy thì thường là mình sẽ khuyên anh em là chọn một cái mẫu máy nào đó mà An toàn. Cái cấu hình của nó không phải là quá cao. Tuy nhiên thì cái khả năng mà nó sử dụng trong khoảng thời gian dài là ổn định, và mình có thể là bảo hành được. Đấy, thì ít nhất là mình sẽ hạn chế được cái khả năng là mình cảm thấy khó chịu và mình phải đi phục vụ cái mẫu máy của chúng ta. Còn nếu anh em order máy nội địa Trung Quốc mà order những nơi mà uy tín, mà anh em có thể là chắc chắn được cái vấn đề bảo hành và mua được máy ngon thì ok, hoàn toàn không sao. Còn đối với mình thì nó vẫn hơi hên xui một chút, nếu mà phải bảo hành thì nó sẽ rất là rắc rối, mất thời gian, mất tiền, trong khi công việc của mình thì không đợi được. Nên mình vẫn sẽ lựa chọn những mẫu máy laptop an toàn, mua tại các cửa hàng tại Việt Nam và có thể khả năng bảo hành tốt nhất. Và đó cũng là câu trả lời của câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay của bạn Trường Vũ. Và tất nhiên là nếu bạn nào có những câu hỏi, những băn khoăn gì thì vui lòng hãy để dưới phần bình luận để chúng mình có thể dễ dàng trả lời cho các bạn và giải đáp nha. Và bây giờ thì đó là tất cả những trong video ngày hôm nay. Nếu anh em thấy hay thì like, subscribe, chia sẻ cho channel của Lato Z. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt mọi người nha. Bye bye. Bye bye.